Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Nói Về Việt Nam. Hôm nay trong chuyên mục Gear Review thì mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm mà có thể không liên quan trực tiếp đến việc chụp ảnh nhưng là ảnh hưởng đến cái quá trình chỉnh sửa ảnh của bọn mình. Đó chính là chiếc ổ cứng Seagate SSD Iroof phiên bản 2TB. Nói đến ổ cứng thì chắc hẳn các bạn không lạ đến chiếc HDD to đùng như này đúng không? Tuy nhiên là trong những năm gần đây thì chiếc SSD như thế này lại xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt là với dân chơi ảnh và làm video. Nói đến đây hẳn là các bạn bắt đầu có sự phân vân giữa cái ổ cứng truyền thống HDD và những chiếc SSD này rồi đúng không? Sau đây là những điểm khác biệt. Đầu tiên là về ngoại hình, HDD thì nó to như này, nặng như này, còn SSD thì nó lại nhẹ nhàng như này thôi. Và không biết có phải là vì HDD to và nặng như thế không nên nó lại rất mong manh với những chấn động, đặc biệt là khi bị rơi. Nếu mà bạn bị rơi một chiếc HDD thì khả năng dữ liệu trong đó bị hỏng là khá cao. Tuy nhiên với những chiếc ổ cứng SSD được viết tắt là Solid State Drive, tức là ổ cứng thể rắn, thì nó lại khá là an toàn với những chấn động như vậy. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất chính là tốc độ. Mình nghĩ là với một chiếc ổ cứng to hay nhỏ thì việc lắp vào cái máy cây của mình thì lúc ấy nó không quan trọng nữa. Tuy nhiên tốc độ thì là điều vô cùng quan trọng đúng không nào? Với một chiếc ổ cứng HDD, tốc độ trung bình nó chỉ rơi vào khoảng 50-100 MB thôi. Tuy nhiên với những chiếc ổ cứng SSD như thế này, tốc độ nhẹ nhàng nhất của nó phải là 400-500 MB trên giây rồi. Điều này có ý nghĩa là gì nhỉ? Trước đây thì mọi người đều nghĩ là việc SSD sinh ra chỉ để cài Win thôi, hoặc là cài những cái phần mềm vào để giúp cho cái tốc độ mà chúng ta khởi động máy tính này, khởi động phần mềm nhanh hơn. Tuy nhiên đấy là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ thì việc tốc độ SSD này đang là một lợi thế rất lớn cho những người mà làm ảnh dung lượng cao hay là làm video với độ phân giải lớn. Ngày nay những chiếc máy ảnh đang có nhiều megapixel hơn. Ví dụ ngày trước chúng ta chỉ có 3, 5, 8, rồi 12, 16 megapixel thì bây giờ tiêu chuẩn cũng phải là 24 megapixel. Tức là với mỗi tấm ảnh, dung lượng hoàn toàn thể lên đến 35 MB. Chưa kể đến những chiếc máy ảnh siêu phân giải, ví dụ như là 5DSR của Canon thì một file nó lên đến cả 100 MB. Hoặc khủng khiếp nhất là chiếc medium format JPEG 100 của Fujifilm, một file ảnh chắc phải đến cả 300-400 MB mất. Những con số mình kể ra là gì? Tức là bạn đang tốn nhiều dung lượng ổ cứng hơn cho những file ảnh đó. Nhưng không phải chỉ có thế đâu. Với những chiếc máy ảnh có megapixel lớn hơn hay là máy quay với độ phân giải lớn hơn, bạn sẽ cần một chiếc máy tính có cấu hình cao hơn để xử lý nó. Nhưng đó không còn là câu chuyện của chip, của RAM, của các màn hình đâu, mà là những chiếc SSD này cũng đang đóng phần rất quan trọng. Ví dụ ở đây là bọn mình đang có một bộ máy quay mà đang quay hầu hết các video của 50mm Việt Nam bây giờ, chính là chiếc Blackmagic Pocket Cinema 4K. Thì mỗi một buổi quay bọn mình sẽ quay về đâu đó khoảng 300GB suộc. Và những cái suộc này là file 4K mà gọi là RAW của nó rồi. Và 300GB suộc đó không chỉ có ý nghĩa là bạn đang tốn 300GB dung lượng đâu, mà là bọn mình đã gặp những vấn đề liên quan đến việc xử lý file này. Bất kể là máy của bọn mình đang dùng chip i7-7700 mình đã gặp một trường hợp rất là kỳ lạ. Đấy là máy tính của bọn mình cũng khá là khỏe, 8700, xong rồi RAM cũng 16-24GB, xong rồi kiểu căn màn hình thì nó cũng là 1060, cũng khá là ổn rồi. Nhưng mà lại dựng cái video clip không mượt bằng một chiếc MacBook có cả cấu hình thấp hơn. Rất là kỳ lạ với một chiếc máy bàn mà đời mới mà lại không bằng một chiếc laptop. Thế mà mình đã thử một vài phương án. Và cuối cùng thì vấn đề nó lại ở những chiếc SSD như thế này. Hóa ra 300GB suộc của mình quay về thì khi đặt lên một chiếc MacBook thì nó lại ở trong cái chiếc ổ SSD luôn. Còn khi mà bọn mình copy suộc vào trong máy tính thì bọn mình lại copy để nó ở HDD. Để rõ hơn về vấn đề này thì hãy cùng đến với phép thử 5NM nhé. Ở đây mình sử dụng phần mềm SSDZ để thể hiện danh tính ổ cứng. Nhãn hiệu rõ ràng là Seagate rồi. Tuy nhiên vì chiếc ổ cứng này khá mới nên phần mềm có vẻ chưa có dữ liệu về tên của nó. Dung lượng ổ sau khi trừ hao là 1.74 TB. Tốc độ và băng thông là 6 Gigabit đều được thể hiện rõ ràng. Khi test thì mình sử dụng phần mềm Crystal Digmark. Cách để phần mềm này test cũng khá là thiết thực, với tuần tự là một file dung lượng lớn copy độc lập, còn sau đó là các file có dung lượng 4 KB và số lượng copy tăng dần. Ở đây có thể nhìn thấy ngay là khi copy một file dung lượng lớn thì tốc độ ổ SSD Iroof có thể đạt ngay tốc độ lý tưởng là lên đến gần 550 MB/s. Và khi copy với file dung lượng nhỏ và luồng nhiều thì tốc độ đã hạ khá nhiều rồi. Cái này thì ổn áo vậy thôi. Tiếp theo là phần mềm DisplayTest. Đây là phần mềm hay được sử dụng để đo và hiển thị cho biết rằng chiếc ổ này có thể hỗ trợ tốt những định dạng file video nào. Kết quả cho thấy rằng những file 4K 60 frame có thể thông dụng ProRes không làm khó được Iroof. Chiếc ổ này thật sự gặp thách thức ở định dạng Cinema Design Zero ở 60fps và đành chịu thua định dạng file video không nén siêu khủng 10 bit UV 422
Định dạng này thì ngay cả một chiếc SSD có tốc độ khủng như NVMe cũng còn phải kiêng dè. Sau đây là một màn so sánh trực tiếp và thực tế hơn về khả năng làm việc với ổ SSD sướng hơn với HDD như thế nào. Đây là phần mềm DaVinci Resolve, phần mềm dựng phim mà 5MS Nam đang sử dụng trong thời gian gần đây. Bọn mình đã thử đưa vài video 4K, Codec ProRes, bitrate lên đến 550 vào phần mềm ở cả hai ổ. Đầu tiên là bài test với ổ SSD, bạn có thể nhìn thấy ngay phần trăm ổ bị kéo và hoạt động là không nhiều, nên cả khi mình kéo đi kéo lại video liên tục, mọi thứ vô cùng trơn tru và mượt mà. Còn đây là khi làm việc với ổ HDD, khi kéo video qua lại để dựng, ổ liên tục bị kéo lên 90% và thi thoảng nó sẽ bị đứng im cả máy luôn. Thông qua phần test vừa rồi, hẳn là các bạn nhìn thấy sự lợi hại trước cổng SSD rồi phải không nào? Đặc biệt là phiên bản 2TB, bạn có càng nhiều dung lượng chống thì cái ổ cứng của bạn hoạt động càng định. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu, những chiếc ổ cứng Anaerobe của Seagate lại còn có tuổi thọ cực kỳ cao nữa. So với những chiếc ổ cứng khác trên thị trường có tuổi thọ được đo bằng lưu lượng đọc ghi vào khoảng 1.200TB, thì những chiếc Seagate Anaerobe này lên đến gấp 3 lần, là lên đến 3.500TB. Bởi vì khi mà chạm đến cái con số đó, những chiếc ổ cứng sẽ phải gặp vấn đề và có thể sẽ lan ra chết, dữ liệu của bạn có thể mất bất cứ lúc nào. Thì bây giờ ví dụ như một chiếc ổ cứng SSD thông thường rơi vào khoảng 2-3 năm là sẽ hỏng đi, thì với chiếc Anaerobe này bạn sẽ lên đến khoảng 10 năm, tức là dữ liệu của bạn vô cùng an toàn. Cuối cùng cũng là điều mà chắc là nhiều bạn quan tâm, đấy chính là chế độ bảo hành. Với chiếc Seagate Anaerobe này, bọn mình được bảo hành lên đến 5 năm, nghe nói là cũng dài hơn hãng khác tương đối đấy. Thế nên các bạn yên tâm mà mua sản phẩm vào nhá. Đó tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Còn mình cảm ơn Seagate đã cho bọn mình mượn cái sản phẩm này để review. Và tiếp theo nữa thì nếu các bạn nào có quan tâm đến sản phẩm này, click link ở phía dưới nhá. Và nếu các bạn muốn bọn mình review thêm sản phẩm công nghệ nào thì hãy comment ở phía dưới luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.